Áo này à, lấy gì đợi nó phải khô khô ra xong rồi mình quấn được vào đây này. Hôm nay anh em mình quyết định đi trả thù lũ ve sầu nhá mọi người nhá. Hôm nay Cha Tuấn chúng nó, anh em mình sẽ đi mọi người biết anh em mình chặt cây mít để làm gì không? Cho nhựa nó chảy xuống tí nó khô, anh em mình sẽ quấn vào cái đầu cây này. Đúng rồi. Đấy, xong rồi buộc vào một cái cây dài, anh em mình sẽ đi châm ve sầu về để Cha Tuấn chúng nó. Quấn nó Cha Tuấn là mình, quấn là mình. Cho cái cả tay nhỉ anh nhỉ. Nhựa mít nhá, gọi là nói chung là rất là dính mà rất là nhiều nhá. Thôi là chạy cao su rồi. Chạy cao su đã là gì đấy nè, mới băm một cái nó đã chảy tứa từ lừa rồi. Thế thôi, nó nhổ ra thôi nhựa rồi đấy, thấy chưa, thấy nó chảy ác chưa, chưa dính đâu, chưa dính. Bây giờ phải đợi đợi nó khô một chút đã. Đấy, tranh thủ đi thăm mít ạ. Đây, cầm lấy cho ta gõ. Để anh sang em gõ mấy cây kia nhé. Ừ. Có quả nào chín rồi. Bên này đang phải nó. Đấy trời, dính phát này. Như vậy một lúc bắt đầu khô nó mới dính với anh nhỉ. Ở đây không dính lắm. Đây anh nhỉ. Nó chưa dính, nó chưa khô hẳn nhá. Nó chưa khô. Bây giờ sẽ ra những cái quả mít anh em mình bổ sẵn để lấy nhựa. Đây này, đây nhá. Nói chung là nó vẫn chưa khô lắm nhưng mà anh em mình vẫn cứ quấn nó vào, tí nữa nó khô là vừa nhá. Trong phơi, phơi phê này. Đấy, mày đi kiếm một que nữa đi, tao mới mời mũi đấy. Nó lại kêu đấy. Tao mời mỗi thằng một que đi chọc xem thằng nào được nhiều hơn. Ok. Anh tuổi gì mà đọ mấy em? Ừ. Ấy. Ui. Cái này dính con nào có mở hết đấy. Siêu nhựa mít. Đây còn quả nữa này. Đấy. Ủa, nó vẫn là ui, cái này mà bôi lên đầu nữa thì thôi rồi. À, nhưng mà anh em mình ít tóc thật sự. Đúng rồi. Bọn nó tóc dài ấy nhỉ anh nhỉ. Dính một cái thì biết luôn. Bổ tiếp ra. Đấy, đây. Ui, dính rồi anh ơi. Okay. À, sau khi phơi nắng khoảng tầm 30 phút thì nó sẽ dính như thế này nhá mọi người nhá. Đấy. Dính như kéo kéo luôn. Ý, thấy chưa? Rất là dính nhá, đây, ấy thấy chưa, khá là dính nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi trinh phạt mấy con ve sầu chết tiệt, nay mình buộc vào. Anh em mình vừa thi mà ai được nhiều đâu. Ok. Ok, anh tuổi gì mới bằng em. Đây, cái chun này buộc đây. Rồi buộc vào sau da để mình châm được nó nhá mọi người nhá. Rất là cay cú, tí nữa mình tra tấn nó mới được. Bọn này làm anh em mình dễ cả tay, ở trong nhà mới vừa mâm. Mọi người có nghe thấy tiếng chúng nó kêu không? Chỗ này là anh em mình phải chọn chỗ gọi là tiếng nhỏ nhất rồi đấy. Chỗ cây này đứng ở đây nhá. Nó gái ướt hết mặt mọi người ạ. Nhưng mà nó khá là cao để mình phải trèo lên trên trên tường bao này để xem có con nào không. Mọi người có nghe rõ mình nói không? Ở đây thì khả năng là rất là ồn, mình đang cố gắng nói rất là to đấy. Lừa đấy, cái này cắn á.
trên biển luôn. Đứng chuẩn đấy, đứng trên biển luôn. Từ từ. Cái này cao quá, thôi thì đi sang cây khác đi. Sang cây tóc bắt. Ôi dồi ôi. Ô, anh em ạ, ôi, anh hơi gì? Tốn nhựa, tốn nhựa. Đây này, có mọi người sang con này nhá. Đây này, đây này, đây này. Anh ơi, con to ít ít. Chết. Đây. Một em. Đưa tay đây, đưa tay đây. Đưa tay đây, lấy tay đây. Ây, nó dính ra. Mọi người thấy tốc độ dính của nó kinh chưa? Quá kinh khủng luôn. Ây da, đấy. Anh ơi, vắt bỏ cái cánh dính của nó đi. Vắt bỏ cánh ngoài để cánh trong. Vắt bỏ cánh ngoài đi. Nó dính quá mọi người ạ. Khá là tốn tốn nhựa đấy. Đấy. Dám đâu nhấc tay anh em mình. Nghe cầm đấy em đi bắt mồm chưa? Ôi, cái mỏng bơ của anh này. Đây. Một em. Ôi, dính luôn. Đây không phải nắp đâu. Thì biết tay không? Đấy, tao đưa tao gỡ cho. Không, tao được ăn mấy của anh. Nó kia. Ui dồi ôi, tốn nhựa. Quang luôn. Tốn lại nhựa. Đấy. Đây. Đã một đều nhá. Một đều. Đây là 2-1 đây này. Đây, tao gỡ cho mày, mày phải giấy đi chứ. Ui, mày làm tốn nhựa quá. Chị ơi, chơi với kìa. Mày làm tốn nhựa quá. Chị à, bắt cái bọn này mở hết cả cổ. Cứ mở ngoá cổ lên. Đây này, đây cho mọi người xem con này nhá. Đây này, đây kìa. À, chắc là mọi người sẽ không thấy được rồi. Đây này, mình sẽ chỉ ra. Đây, đây là nó đây này. Nó đây này. Đây nhá, thấy chưa? Chết này, ha ha. Đây. Ôi con này. Châm vào đầu nó để đỡ dính cánh cho tốn nhựa đây. Anh bắt được luôn rồi. Bắt được rồi, làm thịt nhỉ. Kiểu bệnh nghề nghiệp mà nè. Kiểu nó đang đi chơi, nó kiểu là đánh chó vào lớp rồi. Bệnh gọi là bệnh trốn học đấy. Đập cánh đi. Gỡ từng con một. Nó không... gần nhau năm chị rồi một cái. Không hết nhựa mất. Tốn nhựa chẳng. Nó gần nhau ấy. Anh vật cái cánh ở đây lắm. Vật thế nào được? Vật cái cánh ở đây. Nó dính kinh điển mọi người ạ. Một nắm này. Mày châm đi tao. Tao ủi. Anh châm kinh điển không? Ủi. Kinh điển không?
Tại vì đút vào trong chai cũng bây giờ không đút được nữa mọi người ạ. Nó dính quá. Không biết là làm chai nó ra kiểu gì ra thôi. Thì nó phải cắt chai ra rồi, không biết được vào nữa. Thành một cục luôn. Cái cục là ai? Quay lên nhau bạn nhé. Đấy. Mọi người thấy quả diệp vít nó kinh điển chưa? Anh em mình dính hết cả tay này. Nào. Mày đọ mồm không? Nào. Cắm mồm rồi. Kết thúc màn tra tấn đầu tiên, đưa kéo đây. Bây giờ sẽ đến màn tra tấn tiếp theo. Bây giờ anh em mình sẽ cắt bỏ hết những cái cánh về những cái nhựa mít đi nhá. Từ từ, sẽ ra lấy cái rổ đây. Ok. Cắt bỏ hết cái nhựa mít đi. Và sẽ đến màn tra tấn tiếp theo. Rất là dính, kinh điển mọi người. Đầu tiên thì các em nó đã về với đất mẹ, còn một số con vẫn sống. Nhưng mà đến bọn này thì không thể tha thứ được, vẫn phải tiếp tục tra tấn đúng không? Màn tiếp theo đó là trông soi được bọng vạc dầu. Đấy. Ăn bê dầu không? Dừng lại luôn. Đấy, bê dầu à. Hôm nay tra tấn màn thứ hai đó là nhúng vạc dầu. Nhưng mà trước khi nhúng vào dầu anh em mình sẽ nhúng vào chiên sủ nhé. Chiên sủ, gọi là vê sầu chiên sủ. Đấy. Anh nhúng nó mạnh nào. Từ cho nó mạnh. Sao lại sợ sệt nhỉ? Anh em mình đang ngồi đúng đại bản danh của vê sầu để cho chúng nó nhìn thấy đồng đội mà khiếp sợ và mai cầm mồm đấy. Từ lúc đem lên đây nhá, cái cây này, cây xà cừ thế này mà chúng nó có dám kêu đâu. Hay nó sợ khói nhỉ? Không biết. Tối mà. Vê sầu xối dầu. Nào. Ui. Úi giời. Ngồi lên đúng bạn đại bản danh của vê sầu luôn. Rồi. Làm giữ nhá. Nào, mày giữ để tao xối nhá. Ok. Xối dầu đó. Nào. Rồi. Tôi ngấm hết. Ngấm hết thì con ngấm hết đã, dầu nó đã sôi ác rồi. Rồi. Không biết giòn không anh nhỉ? Rồi. Đấy, nào. Xối. Mày. Ui giời ơi, sủi nhỉ. Mày ui vàng luôn này. Rồi là cái nào cái đấy vàng khe luôn nhỉ? Vàng luôn này. Ui giời. Vàng luôn. Ngon đấy nhỉ. Mày kêu đi. Thế này cứ kêu. Mày à bưởi. Ôi đại bản danh đây mà chỉ có một số con vê sầu sổ số nó đang kêu thôi. Bọn nó đang chắc là kêu nhiều quá mỏi mồm rồi. Vàng óng luôn anh nhỉ, rội vào cái nào vàng cái đó luôn. Nó thích là anh em mình cho nó lên trên đường nó thích luôn. Anh rội vào đằng dưới nó đi.
Bọn này nó phải cho vạc dầu của Diêm Vương. Nào. Mấy con ở trên đầu được dính nhiều dầu vàng ngon đấy. Sao? Còn phết này đây này, mọi người nhìn vàng chưa, vàng chưa? Nhìn chưa, đấy, nhìn chưa? Vàng chưa? Đấy, nhìn đấy, chưa? Vàng rồi đấy. Chưa, nhìn chưa ông ơi? Sắp có rồi. Nhìn là dở đấy. Ui, không biết chín chưa anh nhỉ? Chín rồi, chín rồi. À, thôi, không phải dội nữa. Vàng rồi, vàng luôn rồi. Đấy. Wow. Thôi, đừng dội nữa để cho nó ráo mỡ đi nhỉ? Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi thưởng thức cùng mọi người nhé, mời mọi người chén luôn. Đấy, anh ăn thử không? Chín ăn thử với sao không? Đây, từ từ, cho nó ráo mỡ một tí đã. Cho đĩa không nhỉ? Đấy, đặt vào đĩa cho nó sang trọng tí nhỉ? Đây, cho thực khách đầu tiên nhá. Đây. Nam rồi. Ăn trước đi. Không ăn à? Cô ăn không? Thôi, xa chưa bông. Ngon quá nhỉ? Bông ăn đây sầu nhờ, bông ăn đây sầu. Lắm, chả được ăn đâu. Dạ, con này là, con non thì nó ngon hơn mọi người ạ. Thêm một con. Ngon. À. Đấy. Đấy. Đưa đuối đi này. Ôi, đấy. Nó cắn à? Bỏng lắm. Đấy, con trên kìa. Bỏng. Bỏng. Trời ơi, nguội đúng rồi. Không, nguội đúng rồi. Bỏng ngon. Xem nào. Ui, béo béo. Đây. Ui, con này béo. Ui, mọi người nhá. Ôi, béo tôi em. Béo lắm. Tuy là nó già rồi không được ngon như con non nhưng mà vẫn ngon mọi người. Vẫn cứ là ok đấy. Vẫn là mọi người nha. Đang nào bây giờ mình sẽ tút ra đĩa nhá. Ừ. Để cho dễ ăn, để sau. Để sau anh. Với đâu không? Ôi, đang bị dị ứng. Anh là con tương tương này. Chưa có. Con tương tương này. Tương tương. Ở đây. Ông anh với cháu không? Nhanh lên bao nhiêu ngày. Anh với cháu không? Hát ở đâu mà làm hết. Cháu vừa đi chăm này. Ở gần đây bị nó tra tấn rồi. Đây là mọi người nè, đây là con tương tương. Đúng rồi, bắt chân cái này à? Không, cháu vừa đi châm châm. Cho bà thưởng thức em nhá. Đây bà chén đi. Già thế. Già mà con em còn bay rồi á. Tao còn bay rồi mọi người. Đây nó lượm rồi. Đây con về sâu. Ăn cả cháu. Bà ăn về sâu. Tấn đâu, tấn đâu. Béo như này à? Ờ béo quá, ngon quá. Đây ăn đấy nhỉ. Cái bột này nhưng mà dân tộc mình là ăn cái món này là đúng đấy. Mời mọi người nhá. Ở đâu lại ăn nhỉ? Xối dầu nên là nó không ăn. Bé. Không ăn à? Bà ăn kèm cái bột nè. Hả? Không đúng. Thôi. Không ăn được. Bà ăn kèm cái bột đó. Ừ, ăn cái sâu nữa. Ngon lắm đấy. Béo như anh nhỉ? Ăn kèm cái bột này đây. Không mang cốt rượu ở đây. Đây ăn phải như thế này này. Thì nó mới đấy này. Con về mà lấy chai rượu cho bà Tám rồi không? Tao có uống rượu đâu. Mang lại cho bà đây là uống. Ôi. Làm cả cái này. Ngon nhỉ nữa nhỉ. Con bao? Ăn gom 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 cả vào. Nguội lắm. Tôi ăn về sâu quá không? Nguội lắm. Làm con về sâu nữa cho anh. Làm thế à? Làm về sâu thì bơm. Đấy bà lắm cả. Tôi đến nhà chứ. Nên mới bỏ thẳng vào chiên cái giòn ngon hơn nhỉ? Đúng rồi ạ. Ừ, bỏ thẳng vào chiên. Thẳng vào chiên giòn ngon. Giòn. Này, chưa giòn hẳn nhỉ anh nhỉ? Chiên giòn ngon lắm. Ngon rồi. Nó ăn hơi dai. Đã. Hơi dai. Chiên này ngon hơn. Chiên nó giòn. Chưa giòn. Cái này nó chưa giòn. Vâng. Ba thử nhớ. Cái này bắt mai chiên giòn nhá. Vâng. Không ăn được cái sâu. Mai làm với chầu vẻ món. Tối nay lại đi làm với chầu vẻ món luôn. Cái này là không ăn được, chịu không ăn được. Giờ đem cho mọi người chén cùng mình nhá. Đấy, bác. Ba có ăn không? Đấy, bác. Không, 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 ăn một cái nữa. Anh ơi, mang ra ngoài kia. Ừ, đi. Đi uống bia. Nó này phải có bia mọi người ạ. Có bia. Bỏ ơi, cái có bia uống vào lắm. Ông Bảy ơi, lấy sâu không không? Ông ăn lấy sâu không? Ngoan hả? Ăn lấy sâu không? Ngoan hả? Hôm nay không có anh. Cháu một ca bia nhá. Tôi cháu muốn ăn coca nhá. Không cần coca đâu. Có. Món này mọi người không thích ăn lắm. Nên là anh em mình sẽ diệt. Mọi người sợ dị ứng ấy. Là anh em mình cũng bị dị ứng không? Một ca bia. Quất lấy cháu này nó dị ứng anh em mình. Anh em mình là tự.
mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Phải làm một cả bi. Trời nắng nóng. Quá là nắng nóng luôn. Đẹp quá trời. Không phải, đấy, cái món này không? Còn ăn miếng, cái sầu đúng không? Ăn miếng. Đó, đúng rồi, cái sầu giả. Không ăn được, không ăn được. Không ăn kèm cả cái bột này nó hơi dạng này. Tư nào nhỉ? Ăn không nó hơi nhạt, không được. Nếu bất bận gì cũng được, chả có mỗi đấy không ăn được. Bảo tư nào? Lúc ở kia sang đây. Thấy quay được. Có đường này nhỉ? Để mà nói. Có đường này nhiều gì đó mọi người ạ? Con này chiên xù hơi sai lầm một chút. Nếu mà chuẩn đấy, thả thẳng chiên giòn, tan ăn giòn đấy thì sẽ ngon hơn đấy. Thôi là để lần sau vậy. Hôm nay thì chỉ chơi lại này thôi. Hả? Thằng Máu Điên nó làm gì đấy nhỉ? Làm gì ạ? Bán hàng. Bán cái gì? Chỗ lấy mua à? Da heo tỏi ớt, mít xay mộc, mực xé sợi, mực cán tẩm gia vị, kho mực mít ba vị, rong biển cháy tỏi, kho gà lá chanh. Tóm lại nha, đây là đồ ăn vặt, hiểu không? Trời ơi. Có ăn được không? Ngon không? Chẳng ăn được à? Ngon không á? Ăn thử quá trời phát biểu. Món gì đấy? Da heo tỏi ớt. Da heo á? Nó bao tiền hộp? Tiền nào? Tiền như trò. Mà mình ngu thế, bán hàng ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh ấy tút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19. Hả? Hả? Bấm điện thoại nha, anh cầm này em ạ. Hả? Hả? Bắt đầu, vào nhanh. Mọi người đẩy tiêu cho em đi ạ. Trời, tuyệt vời. Bắt nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em 0585898688. Nhắn tin cho em Dũng Mau Đệ. Đặt hàng 10 gói da heo. Khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần trần trần vào cho máu nó trông lên nào. Người quán nhỉ, Zalo 0585898688 nhỉ. Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nha, Zalo mà hả? Anh cứ đặt nha. Trên 2 hộp trở lên em tặng tiền cho một người ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này à. Nhưng mà anh làm gì đấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu. Ê! Mẹ! 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 Mẹ!